Sau hai tập phim The Boys đầu tiên của mùa 4, chúng ta đã dần hình dung được sơ bộ về không chỉ cuộc chiến quyền lực ở Nhà Trắng, mà còn vô vàn những vấn đề lớn nhỏ mà từng cá nhân đang phải đối mặt trong bối cảnh thế giới loạn lạc. Và trong video dưới đây, hãy cùng Way to Where Movie tìm hiểu những gì đã diễn ra trong tập phim thứ 3 với tiêu đề là We'll Keep the Red Flag Flying Soon. Phải chăng Homelander chuẩn bị phát điên, Billy Butcher bị xua đuổi sẽ làm liều đến đâu? Không để mất thêm nhiều thời gian nữa, chúng ta bắt đầu ngay video nào. Let's go! Vẫn nỗ lực, nhưng có lẽ cũng chẳng đáng kể. Đó dường như là những gì mô tả đúng nhất về cộng đồng ủng hộ Starlight trong cuộc biểu tình nhằm chống lại hệ tư tưởng độc tài từ phía Homelander. Cũng là không khí ấy, Homelander đã tận dụng sức nóng từ các cuộc biểu tình đám đông để tổ chức một buổi gặp mặt. Phần đầu thì nhằm mục đích giao lưu, tăng nhuệ khí cho fan cuồng bằng cách gièm pha Starlight. Phần sau lại là giới thiệu lực lượng nòng cốt mới của The Seven với hai sự bổ sung hoàn toàn mới, đối lập với thái độ hào hứng từ phía Firecracker. Sage tỏ ra không đồng tình với cái cách mà bản thân bị công khai ra toàn thế giới dưới tư cách là siêu anh hùng. Nếu Firecracker là một công cụ truyền thông với lối hùng biện lỗ mãng sẽ phù hợp lên hình, thì Sage sẽ hoạt động tốt nhất ở phía sau cánh gà. Một chút tranh cãi xảy ra giữa hai đồng minh và nó chỉ càng khiến cho Sage thêm phần tin tưởng vào quan điểm rằng cái tôi của Homelander mới chính là tác nhân khiến cho cuộc đảo chính của họ trở nên khó khăn hơn. Nhìn nhận từ phía thủ lĩnh The Seven thì Sage không gì khác ngoài một món quà. Gã chẳng muốn làm rối tung mọi chuyện. Tuy vậy, chính bản thân Homelander đang vấp phải những nỗi bận tâm không thôi khoác khoải. Firecracker có tiếp cận để gã gẫm theo kiểu sẵn sàng làm mọi thứ, bất kỳ điều gì cho Homelander. Thế nhưng Homelander cũng chẳng mấy bận tâm. Một phần vì gã thích mommy cùng các bầu sữa mẹ. Phần còn lại là họ đang đối diện với một mối quan ngại cần giải quyết. Bắt đầu cuộc họp thì Homelander thông báo Ashley bị giáng chức xuống làm linh vật đại diện, còn ghế lãnh đạo thì được chuyển giao cho Sage. Công hiến cả tuổi thanh xuân để rồi nhận về cái kết hát hồi, Ashley tất nhiên có cái cớ để tức giận. Và như một cơ chế quen thuộc, Homelander hành xử lỗ mãng thế nào với Ashley thì cô sẽ làm điều tương tự với người mà mình cho là thấp kém hơn. Lần này, nạn nhân dính trưởng có tên Cameron. Chỉ có điều thay vì nhận về các câu từ miệt thị, anh phóng viên đã được tận hưởng một màn BDSM bùng cháy. Trở lại phòng họp thì vấn đề cần được làm rõ chính là đoạn footage đã minh oan cho hai người ủng hộ Starlight. Chắc chắn chỉ có thể được dò dỉ từ bên trong Vault, cụ thể là phòng phân tích tội phạm, nơi mà The Deep đang phụ trách. Adrian bị một phen sốt rét, xong, may mắn là mọi thứ mới chỉ tạm dừng ở mức độ truy quét. Adrian bất ngờ nhận được tin nhắn từ anh trai, anh đã tức tốc tìm đến đường chạy cũ với hy vọng làm lành với anh trai mình. Bởi từ sau vụ Blue Hawk thì mối quan hệ của Adrian và anh trai ngày càng diễn biến xấu hơn. Thế nhưng chỉ có mỗi em được đợi sẵn ở đó vì anh đã hack điện thoại của anh trai Adrian. Chuyện là Marvin đã nhận thấy dấu hiệu ăn năn hối lỗi đến từ hành động giúp đỡ Starlight vừa rồi. The Boys thì đang chia đàn sẻ nghé, họ cần thêm nguồn lực và sẽ không tồi nếu chiêu mộ A-Train vào đội. Cả Huey lẫn Starlight đều lập tức phản đối khi về cơ bản, The Boys bắt nguồn từ việc A-Train làm bạn gái cũ của Huey tàn sát. Em thì hiểu, chỉ là tình thế đã buộc người anh cả phải đánh liều. Đối với phần còn lại của các chàng trai thì Frenchie vẫn đang tìm cách thành thật với Colin về quá khứ đen tối. Ấy vậy mà thấy quái nào lưỡng lự một hồi, nó lại chuyển sang việc cả hai âu yếm nhau say đắm. Trở về căn cứ, nó chẳng làm được cái bẹo gì. Frenchie lại lách cách theo đuôi Kimiko trong sứ mệnh tiêu diệt tổ chức Shining Light. Theo đó, việc Kimiko không thể giao tiếp xuất phát từ nỗi đau tâm lý và rào cản tâm lý mà nữ sát thủ cần vượt qua chính là thời kỳ đen tối ở tổ chức soi sáng. Hiểu chuyện bằng một suy nghĩ rất hồn nhiên, Kimiko hào hứng cho rằng chỉ cần tiêu diệt Shining Light, mọi rắc rối tâm lý sẽ tự dừng đầu vào đấy. Một phần nuông chiều, còn lại là bất lực. Frenchie chơi đổ phê đến tận nóc, rồi đột nhập vào nhà kho bí ẩn cùng với Kimiko. Và với sức mạnh khá là vượt trội từ nữ sát thủ, địa bàn hoạt động của bọn nô dịch trẻ em nhanh chóng được dọn dẹp. Chỉ còn sót lại địch thủ bí ẩn, cô gái mà Kimiko dường như có quen biết. Dưới tác dụng của chất kích thích, thì Frenchie có một chuyến đi cảnh không được dự báo trước khi bao quanh anh chàng là những ảo giác. Lúc đầu thì chúng là những con vịt, bong bóng, đồ chơi trẻ em rất ngộ nghĩnh. Tuy nhiên, một khi đồ gần tan thì Frenchie lại phải đối mặt với ảo ảnh của những người mà anh vô tình hoặc cố ý làm thiệt mạng trong quá khứ. Xuyên suốt bao mùa phim thì Frenchie đã được vun đắp trở thành một nhân vật phụ được yêu thích khi ghép cặp cạnh Kimiko. Nữ sát thủ cho chàng nghiện trải nghiệm cảm giác của một người bảo vệ, còn Frenchie thì lại là cá nhân duy nhất hàn gắn được vết thương tâm lý khảm bên trong Kimiko. Đạt được cảm tình đồng nghĩa với việc khán giả sẽ hài lòng nếu thiết lập cũ được giữ nguyên. Tâm lý này khiến cho lối tiếp cận mới về xu hướng tùng dịch của Frenchie phần nào đó tỏ ra khiên cưỡng. Thực sự thì Colin cần thiết gì cho nhân vật, hay hà cớ làm sao mà lại thấy chỗ tình cảm với Kimiko? Mùa 4 mới chỉ qua được 1/3 chặng đường, vậy nên vẫn là quá sớm để nhận định
quyết định đào sâu vào nội tâm của Frenchie có hiệu quả hay không. Hy vọng là sau cuối, đội ngũ phát triển sẽ có thể mỉm cười bởi họ đã đánh đổi gần như hoàn toàn những gì mà mình dày công xây dựng cho bước chuyển biến táo bạo này. Ở một diễn biến khác, xung quanh tòa tháp Vought, Theta Seven đang tra khảo một người hay liên lạc với Starlight. Sage thì cố gắng giữ bình tĩnh để moi thông tin, còn Homelander thì vẫn hổ báo và đe dọa gián tiếp khiến cho đối tượng vãi cả linh hồn. Mặc dù Sage cũng đã cố gắng khuyên ngăn Homelander bình tĩnh và không được dọa nạt cô. I swear on the life of my son. Thế nhưng Homelander bất ngờ la rè nát đầu của cô bạn Starlight khiến cho Ashley không khỏi hốt hoảng mà lặng lẽ xé bỏ đơn xin nghỉ việc vì sợ mình cũng sẽ bị như vậy. Trong một căn phòng gần đó thì Annie cũng đã đích thân đối mặt với Firecracker để tìm lời giải cho việc tại sao cô nàng YouTuber kia lại thù hằn với bản thân mình nhiều đến vậy. Có thể nữ chính thì đã quên, nhưng Firecracker thì nhớ rất rõ về việc Starlight đã từng là một con nhỏ khốn nạn như thế nào. Hồi tưởng lại quá khứ, cả hai từng tham gia các cuộc thi hoa khôi ở thuở thiếu niên. Firecracker khi ấy lấy tên là Sparkler, chuẩn theo concept con nhà nghèo, nỗ lực để đạt tới ước mơ không tưởng. Thế rồi tại đêm chung kết ở Miami, nơi chỉ có hai người là đối thủ cạnh tranh, Annie lại tung ra tin đồn ghê tởm rằng Sparkler đã quan hệ tùng dịch tập thể với ban giám khảo để được tham gia cuộc thi. Không còn lời bào chữa nào thuyết phục hơn ngoài việc khẳng định bản thân bây giờ đã thay đổi. Annie chỉ còn biết cứng họng nghe Firecracker chỉ trích. Mỉa mai thay, xâm hại chính là kiếp nạn đầu tiên ở The Seven của Starlight và nó là sự kiện đã thực sự diễn ra. Một vết nhơ chẳng thể xóa bỏ, chứ không chỉ là lời đồn đến từ trí tưởng tượng của một đứa trẻ hiếu thắng. Vậy nên bây giờ thì nếu Firecracker có lên mạng giật tít theo kiểu nữ siêu anh hùng thổi kèn để được vào The Seven thì Annie sẽ lấy tư cách gì ra để đánh giá được cơ chứ? Buồn bã lui về trụ sở, Annie đã chút bầu tâm sự với Frenchie và Kimiko, những người đang trải qua hàng loạt trục trặc về mối quan hệ. Frenchie thì giấu nhẹm quá khứ với Colin, mặc cho Kimiko mong muốn được giúp đỡ. Ngược lại, nữ sát thủ cũng không thể thẳng thắn chia sẻ, có lẽ kết nối giữa họ vẫn chẳng hề sâu sắc như hai bên lầm tưởng. Nội bộ hỗn loạn như rắn mất đầu, thủ lĩnh cũ Billy Butcher sau khi bị hắt hủi ra đường đã tìm đến Joe Kressler, toan tính một kế hoạch có liên quan đến Ryan. Theo đó thì đồ tể sẽ cố gắng liên lạc với thằng cháu thông qua một tựa game trực tuyến. Game này trông khá tương đồng với Mortal Kombat 1 khá nổi trong thời gian gần đây khi có nhân vật Homelander xuất hiện choảng nhào với Omni-Man. Trong trường hợp thành công gạ gẫm Ryan đến nhà thì Billy sẽ chào hàng bằng một vài chiếc bánh quy được tẩm thuốc an thần cực kỳ mạnh. Một khi Ryan bất tỉnh thì Joe sẽ đưa cậu bé đến địa điểm quân sự để có thể cầm chân được đứa trẻ này cho đến thời điểm họ tìm ra phương thức kết liễu Homelander. Kế hoạch có vẻ rất mưu mô. Dẫu vậy thì sau một hồi tâm sự, chứng kiến Ryan mở lòng với mình về hàng loạt sự kiện gần đây như việc Billy cố tình đẩy cậu ra xa hay cái chết của người bạn diễn, đồ tể đã chẳng thể nào đánh thuốc được Ryan. Hiển nhiên, Joe đã cực kỳ bực tức với hành động của người đồng đội. Butcher thì muốn từ từ tác động lên Ryan, chỉ có điều là việc đó cần thời gian, và thời gian chính là thứ Billy không còn lại bao nhiêu. Hoặc là họ huấn luyện Ryan chống lại kẻ thù, hoặc ngu muội đủ lâu để chứng kiến một Homelander tiếp theo được sinh ra. Billy sẽ sớm đi đời, một cái chết khá là tủi nhục khi không bạn bè, không người quan tâm và cũng chẳng có cái kỷ niệm đẹp đẽ nào để mang theo. Billy liệu có bận tâm nếu ra đi theo cái cách ai oán như vậy không? Nhiều khả năng sẽ là không, bởi nỗi sợ thường trực ở đồ tể vẫn chỉ luôn là nhận thức về việc bản thân có thể sẽ ra đi khi chưa làm được điều gì đó đúng đắn với di sản mà người vợ quá cố đã gửi gắm. Trở lại với kịch tính trọng tâm của loạt phim, MM nhờ vào thông tin từ A-Train đã phục kích sẵn tại Ison Vought, một chương trình trượt băng dựa trên các thành viên The Seven, địa điểm mà Victoria Newman sẽ có một cuộc gặp bí mật với Homelander. Thông qua thiết bị nghe lén thì cặp đôi chính thức xác nhận mưu đồ đảo chính đang được hai thế lực dàn dựng. Singer sẽ bị loại bỏ sau cuộc bầu cử bởi Vought, Vicky lên nắm quyền và đổi lại, Suits sẽ được tăng cường phạm vi quyền lực. Cụ thể ở đây là giải tán cục quản lý vấn đề về siêu năng lực, loại bỏ giáo viên lẫn sách báo, ủng hộ thuyết phản biện siêu nhân. Thiết thực hơn, mỗi thị trấn sẽ đề cử một Suits có quyền hạn cao hơn cảnh sát. Những động thái này tỏ ra hoàn toàn đối lập với định hướng mà Bob Singer đề bạt trước đó. Chính trị gia này mong muốn giới hạn đám Suits ở lại mảng truyền thông giải trí, qua đó cân bằng lại cán cân quyền lực cho nhân loại. Chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì với Newman lẫn cả Sage nếu như Homelander không thúc đẩy Vicky tiết lộ thân phận thực sự của mình cho toàn bộ thế giới một khi đặt chân vào phòng bầu dục. Cuộc trao đổi chưa kịp ngã ngũ thì giọt mồ hôi của Huey đã nhỏ xuống vai Homelander và cắt ngang cuộc trò chuyện. Cái mũi thính giúp phản diện nhận ra tung tích kẻ thù. Gã đã kích hoạt laser hủy diệt để săn lùng con mồi. Một trong số đó vô tình chiếu vào sân trượt băng, xẻ đôi một người biểu diễn và rồi tạo nên một chuỗi domino xác thịt đẫm máu. Đối diện cửa tử thì một Huey vô năng chỉ biết nghẹt mặt chờ đợi Homelander đến đổ sát.
Thế nhưng thêm một lần nữa, Adrian lại hành động nghĩa hiệp, cứu Huey khỏi điểm nóng, rồi quay mặt bỏ đi không một lời giải thích. Đáng lẽ ra, với sức mạnh của Homelander cũng như tình hình nguy cấp như vậy, việc Homelander sử dụng cơ bắp để phá hủy, đâm xuyên tường để tìm ra Huey là điều nên xảy ra, chứ không hẳn là đi bộ để tìm kiếm con mồi như vậy. Thất thần lui về bệnh viện thăm cha đẻ sau một phen suýt mất mạng, Huey đối diện với Daphne. Song, đã không có một thái độ hằn học như lần cuối họ ở cạnh nhau. Cậu không còn cách nào để giành lại giấy ủy quyền cho Hugh, nên giờ chỉ muốn biết câu chuyện đằng sau việc mẹ chọn cách rời bỏ mình ngày bé. Daphne lúc này mới dám tiết lộ về chứng trầm cảm sau sinh, sự thật mà Huey cảm thấy thật khó để thích nghi. Trong ký ức thì bà luôn hiện diện với dáng vẻ hạnh phúc, và không ai nghĩ người phụ nữ ấy đã từng thử tự sát. Daphne tin rằng mình sẽ không thể vượt qua cơn cùng cực nếu ở lại. Bà có tìm cách liên lạc khi ổn hơn, nhưng rồi người cha đau khổ của Huey đã không muốn Daphne làm con trai phải bối rối. Và hơi ngoài lề một chút thì chứng trầm cảm sau sinh hiện nay xảy ra rất phổ biến với các chị em phụ nữ, đặc biệt là khoảng thời gian 2-3 tháng sau khi sinh. Một là do tâm lý thay đổi khi mang bầu và mới sinh em bé, hai là quá trình thích nghi kể từ khi mang bầu cho đến khi em bé ra đời xảy ra quá nhanh và quá ít thời gian. Cộng với việc chưa kịp bình phục về thể trạng lẫn tinh thần nên lại càng dễ trầm cảm hơn. Thế nên các ông đàn ông hãy thực sự để ý đến điều này và hãy là the boy chính hiệu. Còn giờ chúng ta quay trở lại phim nhé. Một tập phim với nhiều cá nhân phải rơi lệ, và Homelander cũng không phải ngoại lệ với liên hoàn sự cố khiến gã phải tăng sông. Bị The Boys chơi một vố đau điếng là chưa đủ, phản diện trở về nhà chỉ để phát hiện Ryan đã nói dối về việc thăm Billy. Cảm thấy tổn thương vì con trai dường như đã không dành trọn vẹn tình cảm cho mình, dù đã cố gắng làm tất cả những điều tốt nhất. Homelander nổi một cơn thịnh nộ, tạo điều kiện để những nhân cách tồi tệ bên trong tâm trí của gã được cất tiếng. Hàng loạt suy nghĩ lệch lạc chồng chéo lên nhau, và chung quy lại thì Homelander sẽ cần quay trở lại nơi xuất phát. Cái phòng thí nghiệm thiếu nhân tính đã tạo ra thủ lĩnh The Seven bằng cách cắt xẻ đứa trẻ này hàng ngày. Tìm về bản ngã, ngụ ý cho một giai thoại mang tính đồng cảm, có lẽ đã đến lúc sẽ buộc phải hướng từ cái nhìn đa chiều về Homelander, thấu hiểu những gì nằm trong tâm can của thủ lĩnh The Seven. Gã là một phản diện tâm thần, song làm thế nào để một đứa trẻ vốn ban sơ lại hình thành nên một thế giới quan tàn khốc đó? Khép lại tập phim thì Sister Sage nằm dài trên ghế theo dõi chương trình thực tế và đang tự thưởng cho mình một bữa fast food. The Deep ghé thăm thành viên mới với thái độ cảm kích trước những gì mà Sage đã làm cho mình trong vài ngày trở lại đây. Cả hai không mất nhiều thời gian để quyện vào nhau, còn máy quay thì nhanh chóng lia đến một dụng cụ đẫm máu ở trên bàn. Nôm na thì đây là dụng cụ được dùng để đục não, và dựa trên nền tảng tri thức toàn diện của Sage thì có thể đoán được sự xuất hiện của thiết bị này sẽ ít nhiều liên quan đến việc mở khóa hoặc tắt nguồn sức mạnh, cho phép Sage nghỉ ngơi sau khi phải liên tục khiến cho bộ não tư duy. Xét chưa cùng, đang tùng dịch mà cứ phải nảy số theo kiểu vĩ mô về chuyện người lớn thì đúng là khá là phiền toái. Và trên đây là toàn bộ những diễn biến đã diễn ra trong tập phim thứ 3 của The Boys mùa thứ 4. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Wazoo Weir, out.